ca sĩ Chu Bin đã West cần 7.500 đồng. Khánh thích bài gì anh hát tặng em một bài, bài gì ngắn ngắn thôi hát lâu quá hơi dồn dễ đau bụng. Khánh liều. Gì anh Chu Bin thế? Sao Khánh lại cười vậy? Khánh cười hơn em, Khánh là đồng lõa. À, Shiba, Khánh có lỗi, Khánh tệ quá. Ca sĩ Chu Bin đã uy scan 7.500 đồng. Chiêu thôi em, tập trung quá nhiều lúc cái gì nó tới mình không nhận ra đâu. Em đang chơi game anh trai. Anh trai làm em không để ý đến thằng rừng bên kia luôn đấy. Em tức anh trai ghê. Sao mít lên làm gì, mít chỉ cần đứng ở trụ không cho nó farm được mà. À, đây là con chuột à? Ca sĩ Chu Bin đã uy scan 5.000 đồng. Tiêu tiền thì dễ tiêu hóa, ổn định mới khó. Đấy quy chuẩn luôn mà. Đấy à. Khó chịu ghê luôn. Khó chịu ghê luôn, thật sự không tập trung nổi ạ. Kiểu cay, thế nhiều buồn cười vậy. Kiểu như mình cười như thế thì mình có xuống tiền của cũng mọi người. Chắc là có ấy. Tào Mạnh Đức đã uy scan 5.000 đồng. Mạnh Đức nha. Có ai cấm anh Khánh cười đâu, nhưng mà đừng có cười phọt Chu Bin là được. Là sao nữa? Xuống địa ngục đấy mấy ông, đừng kéo tôi xuống chung. Muốn xuống thì xuống một mình đi, đừng kéo người ta xuống chung. Làm người tốt khó lắm. Kiểu anh em viewer toàn quỷ thôi. Toàn quỷ thôi. Tại cười đấy mọi người ạ. Tại cười đấy, tại cười đấy. Tại cười mà ra hụt thế. Là sao nữa, rồi nó vẽ. Là sao, rồi bắn có tới không? Đừng đùa vậy nữa, dễ bị kiện á. Đúng rồi đó, mọi người nghe Đỗ Nguyên đấy. Ôi, đừng đồ nét kiểu mạo danh như thế nữa. Mọi người hại cả Khánh luôn đấy. Hại cả Khánh luôn đấy. Dấu tên đã uy scan 5.000 đồng. Tôi muốn ăn. Dấu tên à. Con chuột ra. Nhìn cười đi không đi bây giờ. Sao nữa, nhìn cười là đi đâu mà nhìn cười là sao? Khánh không hiểu mọi người đang nói đến cái gì ấy. Không hiểu mọi người đang nói đến cái gì ấy, từ đầu đến cuối chả hiểu gì cả. Tức ghê đấy. Cười cái gì? Hiểu cái gì? Nói cái gì? Rồi, Q1 tốt, Q2 tốt, Q3 solo kill. Ơ. Mày láo. Q1 tốt. Biết anh em ơi. Kiểu là sao? Ấy là mày tốc biến về chủ hai mày được mà. Chạy chi vậy? Chạy được hay chi vậy? Trời ơi, đánh con Talia này nó bén. Nó có một cái gì đấy nó gọi là nhãn quan chiến thuật. Một sự nhạy bén. Đãi sâu, đánh nhạy khổ editor rồi, edit clip khổ. Edit clip lại khổ rồi. Tiếng game bé, đúng rồi, hình như là tiếng game bé thật. Anh em không nhắc Khánh sớm, tại vì hồi chiều Khánh chơi TFT. Mà Khánh chơi TFT thì kiểu Khánh không có kiểu là vào TFT để chơi TFT á. Khánh vào TFT để Khánh cày One Piece. Anh em không nhắc Khánh đấy, đến cuối game mới nhắc. Thì cũng tại cái chat à. Tại Khánh mọi người ơi, tại Khánh. Khánh sẽ chú ý hơn. Rồi ba tốc biến xong, ba thằng bốn thằng gần.
Vừa lên sách cái là mất tốc biến chết, và mất tốc biến chết tức là kiểu pha sau là cũng có khả năng chết tiếp á. Mất tốc biến chết là không chết một pha đâu, nó không dừng lại một pha đâu. Trừ ga hết rồi. Sao đây là trừ ga lên hết rồi. Thời của ấy chóc cả Lucian á, bị kè nữa. Bị kè e đâu vậy? Ai à, tìm Khánh sao hả ta? Là sao? Ai sợ láo quá vậy, tính ra không có ở chỗ nào chúng mày dám đánh vậy á hả? Con trượt ngay chỗ này. Đó, trả giá chưa? Hãy lên giết thằng chỗ nè đi là ăn không mất gì rồi, bây giờ ăn chết hai. Tin Victor thì giết được con chuột này. Thật sự mà nói thì con chuột này phải đi. Chết rồi đó. Tao có thêm TP tí xuống rồi. Quay ra nhá. Gì đây? À, chặn đường. Chặn hai. Này là chặn cho team à, chặn cho lính một nó quay đầu à? Hay ta, lính mình chưa tới mà chặn mất tiêu luôn. Nó không chặn bởi vì nó chặn lính, mà nó chặn là để làm cho team mình mất tập trung. Không, nhưng mà pha đấy kiểu có tập trung cũng khó sống á. Phải bên kia làm hay quá, phải bên kia hay quá. Sao ấy, bị kè, hiệu không chế. Có ai thua luôn. Cộng một respect cho team địch. Khi mình lên clip nhưng mà clip cho team bạn à? Khó ta. Khoan đã. Not yet. Cả thao bro. Hai muốn tốc biến lên hả? Không tốc biến lên. Có gian chuột đây. Ủa. Nước mắt đã nông. Tôn trong lòng.